thị trấn may bị khóa, và tìm kiếm, đối với người bắn đã giết ít nhất 16 người, và trốn thoát. Ngân hàng Canada giữ lãi suất ổn định nhưng cảnh báo tăng thêm là có thể. Sự lạc quan của Brazil với nền kinh tế sụp đổ, cũng như sự chấp thuận của Lula, ở Anh, mức lương thực tế tăng lên 12 bảng một giờ khi chi phí khủng hoảng sống tiếp tục. Maona nói rằng cô ấy không cảm thấy khỏe, bảy ngày tham gia tour diễn. Nhà hát mơ ước thông báo về sự trở lại của tay chống mái noi Spotify có kế hoạch thanh toán thậm chí ít hơn trong tiền bản quyền, cho các nghệ sĩ ít phổ biến hơn. Oklahoma đã khôi phục gần 100 luồng không lành mạnh nhờ giám sát nước, nông nghiệp tái tạo, ở Ý, Milan để cấm ô tô từ trung tâm vào giữa năm 2024, Iraq tiết lộ bức tượng Lama Assyria cổ đại ở tỉnh Nineveh. Armenia thấy không có lợi thế trong việc giữ căn cứ quân sự Nga. Thủ tướng Armenia hy vọng cho thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan trong những tháng tới. Macron của Pháp nói, viện trợ nhân đạo phải vào Gaza, không có chướng ngại vật. Pháp để gửi tàu hải quân để hỗ trợ bệnh viện Gaza. Nữ hoàng của Jordani nghe nói, không có bằng chứng về sự tàn bạo của Hama. Được biết, lực lượng quân của Iran đã huấn luyện 500 kẻ khủng bố Hama vì thảm sát người Israel. Cảnh sát Đức bắt giữ Hồi giáo bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công xe tải vào cuộc biểu tình chuyên nghiệp Israel hơn 700 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công qua đêm của Israel. Các quan chức Gaza cho biết, gia đình của Anwar Gaza cục trưởng bị giết trong cuộc không kích của Israel. Biden nói rằng anh ta không có sự tự tin trong số người chết của người Palestine. Biden lên án các cuộc tấn công trả đũa của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở bờ Tây. Ở Hàn Quốc, hơn 160 trường học, không có học sinh mới trong bối cảnh sinh nhật thấp kỷ lục và theo báo cáo, Hàn Quốc thấy tỷ lệ sinh tăng tốc ở Ireland. Dự báo dân số nghèo làm cho cuộc khủng hoảng nhà ở trở nên tồi tệ hơn, cảnh báo học thuật. Thanh niên nói không với tình dục và lãng mạn trong cốt truyện của các chương trình truyền hình, phim, có với nội dung tập trung vào tình bạn, nghiên cứu của UKLA tìm thấy. Ấn Độ phục vụ các thông báo thuế, trị giá 1 đô la la cho các công ty chơi game trực tuyến. Thông báo gỡ bài về lệnh cấm kim cương Nga, dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2023, ở Ai Cập, kêu chợ đen, tăng đồng đô la lên 50 bảng Anh. Di tờ mua gần cho biết Di tờ mở con, xử lý các giao dịch 1 tỷ đô la hàng ngày. Cờ tờ o cũ của Di le từ chối trợ giúp để mở khóa ví bitcoin trị giá 241 triệu đô la của mình. còn hai dự đoán còn lại, các nhà hoạt động y ở Bulgaria giành được vụ kiện quấy rối chống lại đảng quốc gia. nữ Echan theo kiện học viện nhi khoa Hoa Kỳ vì đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi giới tính của giới trẻ. Ba Lan đã vi phạm quyền của thẩm phán nữ bằng cách khiến họ nghỉ hưu sớm hơn nam giới. Quy tắc tòa án châu Âu Nhà hàng New gì đã từ bỏ nhãn hiệu ta cờ thứ ba cuối cùng tại ta cờ me của Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc chiến để miễn phí ta cờ thứ ba thương hiệu, sau khi nhà hàng NG. Quoisolare dịch ảnh 100 đèn dung nham thành dữ liệu ngẫu nhiên, để sử dụng trong mã hóa sờ sờ L. Quang -so đã sắp xếp khoảng 100 đèn dung nham trên một trong những bức tường trong sảnh của trụ sở Quang -so và gắn một chiếc máy ảnh chỉ vào đèn. Máy ảnh chụp ảnh của đèn đều đạn và gửi hình ảnh đến các máy chủ Quang -so Tất cả các hình ảnh kỹ thuật số thực sự được các máy tính lưu trữ dưới dạng một loạt các số với mỗi tí kheo có giá trị số riêng và do đó mỗi hình ảnh trở thành một chuỗi các số hoàn toàn ngẫu nhiên mà các máy chủ Israel có thể sử dụng làm điểm bắt đầu để tạo các phím mã hóa an toàn. Biden nói, ở đó, không có sự quay trở lại, đến hiện trạng trước chiến tranh, phải có tầm nhìn của hai tiểu bang, Nga. Trung Quốc phủ quyết chúng tôi thúc đẩy hành động của Liên Hợp Quốc về Israel, Gaza gần một trong bốn người Mỹ tin rằng bạo lực chính trị đã biện minh cho việc cứu chúng tôi. Nhà bầu mái Johnson làm diễn giả, kết thúc sự hỗn loạn của giới EOT, Chủ tịch Hạ viện mái Johnson đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trump bị phạt 10.000 đô la vì một bình luận mà ông đã đưa ra bên ngoài tòa án trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York lắm rời khỏi phòng xử án NI, lẩm bẩm không thể tin được, sau khi thẩm phán phủ nhận phán quyết theo hướng có lợi cho ông. 3% người Mỹ đã nhận được cú sút mới, nhưng giám đốc cờ giờ cờ vẫn tự tin, người Mỹ 4M đã nhận được cú sút mới nhất, ngang bằng với triển khai vaccine vào mùa thu năm ngoái. Nhiễm trùng lấy quá nhiều mạng sống do thất bại của bệnh viện, thanh tra viên Vương quốc Anh, ở Canada nhà lãnh đạo bảo thủ Toi Lievle ủng hộ dự luật ủy thác xin chống COVID-19, không vượt qua nhà. Phúc lợi của lợn, nhiều hơn những lo ngại về khí hậu đối với người tiêu dùng. Ngành thực phẩm bờ ra khi chiếm 74% lượng khí thải, theo một nghiên cứu. Báo cáo của người tiêu dùng tìm thấy nhiều khách hàng tiềm năng và cadmium trong sô-cô-la, thuốc dục thay đổi tại Heberhead. Hơn 11% tỷ phú thế giới đã nắm giữ hoặc tìm kiếm văn phòng chính trị. Hành vi di động được liên kết với điểm hướng đối với lợi ích chung. Nhanh chóng, 22 phút đi bộ, có thể bù đắp các tác động có hại của việc ngồi, nghiên cứu cho thấy. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chúng tôi, quản lý sự khác biệt, Chủ tịch Trung Quốc nói. Malaysia Trung Quốc thành lập vành đai và đường bộ ở nước ngoài để tăng cường hợp tác kinh doanh. Úc hồi hương một số di tích văn hóa Trung Quốc trước chuyến thăm của Thủ tướng Albanese. Được biết, vaccine sốt Z đầu tiên cắt giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ. Ai phê duyệt vaccine sốt Z thứ hai cho trẻ em, 1.000 con mèo được giải cứu ở Trung Quốc từ việc bị tàn sát và bán làm thịt lợn, thịt cừu bất động sản của ông Nissan nói, Nissan Com bị đánh cắp. Stellantis mất 1,6 tỷ đô la cổ phần nhảy vọt để hồi sinh Trung Quốc Fortunes. Boeing nói rằng họ có thể kiếm tiền với hợp đồng giá cố định. Hon nặng A hủy bỏ kế hoạch cho xe điện giá rẻ, kết thúc hợp tác với GM. Chủ tịch Toyota nói rằng mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy thực tế về EV. Chevrolet Bladder là chiếc xua của năm 2024. Nghệ sĩ David Sirigley, tùa 6.000 bản của bộ luật gia Vinci và biến chúng thành năm 1984. David Finnerhead nói rằng phần tiếp theo của anh ấy chiến tranh thế giới trong thế chiến Z giống như giống như The Last of Us, Men of lan Lancashire tham gia Keira Knievelplay trong bộ phim kinh dị gián điệp Netflix. Amazon tung ra đám mây độc lập cho châu Âu để giải quyết các tiêu chuẩn bảo mật chặt chẽ hơn. Amazon tiết lộ người dùng 181 m ở EU trong báo cáo minh bạch của cửa hàng đầu tiên. Apple phát hành iOS 17.1 với các tính năng e Scan bài và Music Flash bài lỗi sửa lỗi. Apple công bố tính năng buổi hòa nhạc tại Shazam để khám phá các chương trình trực tiếp địa phương. Apple TV cộng, Apple Arcade và Apple News+, cộng nhận giá tăng. Các nhà khoa học phát hành bằng chứng địa vật lý cho một lớp silicat nóng chảy được làm rào trên lõi ma. Các nguyên tử lạnh liên kết một bec, bo te Superfluid và Supersolid. Bức tranh chính thức đầu tiên của lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ cho thấy máy bay không gian quân sự chặn vệ tinh đối thủ. Một người lính Ukraine đã đến Washington để giải thích chiến tranh. Anh ấy nói các chính trị gia Mỹ không nhận ra nhiều tài trợ thực sự ở Mỹ. Đe ra mắt 20 bài của hát 360 h và 324k 240 h của UNEZALIENOARE, màn hình chơi game. Spirit độ F the nuốt 2 được công bố cho series tờ sở 5, Xbox và tờ cờ. Malaysia Kremlin Anwar nói, các nghị sĩ EU đã đe dọa đến Malaysia Malaysia khi người tiền nhiệm đánh bại chúng tôi trên Palestine. Erogan của Thổ Nhĩ Kỳ, Hama không phải là khủng bố, chúng là một nhóm giải phóng, hủy bỏ chuyến đi đến Israel. Blinken nói, anh ấy đã yêu cầu Katari tờ mở kiềm chế, Anwarera sở Israel Hama Ở Anh, dự luật an toàn trực tuyến có thể trở thành luật vào thứ năm, ông chủ của Oscom nói. Telegram đã chặn các kênh Hama trên Android, vì Google đã buộc nó phải. Google đã kiệt, sau khi người đàn ông lái xe ra khỏi cây cầu bị sập, theo bản đồ của Google.